Em xin kính chào quý anh chị, em là Khoa tư vấn bán hàng của Honda Auto Long An. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một siêu phẩm của nhà Honda, đó là Honda City phiên bản RS. Honda City phiên bản RS là một cái tên được rất nhiều quý anh chị khi mà chọn lựa mua cho mình một mẫu xe để phục vụ gia đình. Và bây giờ em sẽ xin kính mời mọi người cùng theo em để tìm hiểu Honda City phiên bản RS này. Trước mắt quý anh chị đây là Honda City phiên bản RS, sử dụng hệ thống đèn là đèn full LED ha quý anh chị. Phía trước là đèn LED, đèn gầm cũng là đèn LED ha. Đèn LED của Honda City phiên bản RS thì nó sẽ được chia ra thành nhiều khoang. Ánh sáng nó là ánh sáng trắng, giúp cho chúng ta đi buổi tối ánh sáng cực kỳ tốt luôn. Bây giờ em sẽ vô xe em mở cái đèn lên để cho quý anh chị có thể nhìn rõ nha. Đây, đó, ánh sáng của phiên bản City RS nó là như vậy. Ngoài ra nó giúp cho mình đi đường có thể sáng hơn, thì nó sẽ giúp cho chiếc xe nhìn trông nó rất là hiện đại. Tại vì hiện tại bây giờ thì tất cả các mẫu xe mới đều sử dụng là công nghệ là đèn LED hết. Đây, đèn gầm cũng là đèn LED ha quý anh chị. Chúng ta đi ra xa một tí nữa thì chúng ta sẽ thấy được cái mặt ca lăng. Mặt ca lăng của Honda City thì được nó được sơn đen nha quý vị, sơn đen thể thao. Chỉ có phiên bản RS thì mới được sơn đen thể thao thôi. Còn tất cả các phiên bản còn lại như là bản G và bản L thì nó được mạ chrome chứ không có còn là sơn đen thể thao nữa. Và một điểm rất là dễ nhận dạng nữa, đó là Honda City phiên bản RS thì sẽ được gắn thêm cái logo RS ha. Rồi, mặt ca lăng thì nó sử dụng lưới tổ ong. Trong đây nhìn tổng thể nhìn từ xa nha quý anh chị, nhìn phần đầu xe rất là thể thao luôn ha. Cái đèn nó chớp là do mình quay phim nó chớp nha, chứ thực tế ngoài đời là nó không có chớp nha quý anh chị. Đây, em sẽ quay từ xa và quay tổng thể cho quý anh chị có thể nhìn một cách nó rõ nhất và nó trực quan nhất. Thực ra thì Honda City phiên bản RS mà màu trắng là cái xe mà được rất là nhiều quý anh chị yêu thích và đón nhận luôn. Màu trắng lúc nào là cũng bán được nhiều hơn tất cả các màu khác, tại vì nhìn nó rất là sang trọng ha. Chúng ta có thể sử dụng vào mọi nhiều mục đích khác nhau, như là đi gia đình, hay là đi dịch vụ, hay là chạy xe hoa này nọ đều được hết. Và màu trắng là một cái màu mà nó sạch sẽ nhất và không có bị dơ. Rồi, và tiếp theo đến phần bên hông của xe. Thì bây giờ trước tiên thì em vẫn là quay tổng thể để cho anh chị có thể nhìn một cách trực quan nhất ha, phần bên hông của xe. Nhìn cái xe nó như vậy thôi, nhưng mà thực sự thì em thấy nó cũng dài đó quý anh chị, 4m553 ha. Đó, nhìn nó rất là trường xe luôn. Nó hình như là nó dài nhất trong cái phân khúc hạng B luôn quý anh chị. Đó, nên là mình nhìn cái xe nó rất là sang và thể thao. Rồi, bây giờ mình sẽ đi chi tiết nha. Trước tiên là cái mâm của Honda City phiên bản RS á, nó sẽ khác với lại phiên bản L và phiên bản G, là nó sẽ là mâm phay sơn đen và phay. Của phiên bản L á, là nó chỉ là màu bạc ha. Thực ra thì cái hình nó em thấy nó cũng giống y chang nhau thôi, nó chỉ khác nhau là có cái màu thôi á. Rồi, mâm 16 inch. Tiếp theo, nhìn từ dưới đến đây chúng ta sẽ có một cái gương được trang bị tích hợp đèn LED ha, sơn đen thể thao. Cái gương này nó có thể là gập điện và chỉnh điện. Mình nói là mình phải thực hành liền, mình coi cái gương nó gập như thế nào. Đây quý anh chị, chúng ta sẽ coi nó nha. Đây, nó sẽ là gương gập điện. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ đến cái phần tay nắm. Phần tay nắm này nếu mà là em á thì em sẽ thích nó là sơn đen luôn, sơn đen giống như màu của cái gương vậy đó, nhìn nó rất là đẹp ha. Còn cái này thì nó sẽ là cùng màu với thân xe. Đối với cái phiên bản bản L á thì nó sẽ là mạ chrome nha quý anh chị. Chết, buồn lấy nét. Rồi, cái
cái cửa này á, thì khi mà chúng ta bỏ cái chìa khóa, cái remote trong túi á, là chúng ta thọt cái tay vô như vậy là sẽ cửa sẽ tự động cảm biến và mở cửa và mở ha. Rồi chúng ta cứ dần kỳ ra thôi. Rồi, cái nút này á, là để khi mà chúng ta xuống xe bấm cái nút này cái là xe cũng sẽ tự động khóa cửa. Rồi thì bên hông nó chỉ có vậy thôi. Bên hông xe Honda City của chúng ta thì cái lượng tiêu hao nhiên liệu nó gần như là tốt nhất phân khúc luôn, nó chỉ nằm khoảng 5 lít mấy cho một cái đường hỗn hợp thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ra phần đuôi xe. Phần đuôi xe của Honda City là một cái điểm mà rất là nhiều người ưa thích luôn, tại vì cái đèn này nó là một nguyên một dãy đèn LED, nó chiếu sáng từ ở bên cái hông xe, bên hông xe qua tới cái phần đuôi luôn ha. Đây mình nhìn từ bên hông là nó đã thấy nó sáng rồi ha, sáng qua tới bên đây luôn. Một cái đặc điểm rất là dễ nhận dạng trên Honda City, khi mà đi buổi tối thì anh chị có thể là nhìn vào là biết cái xe này là xe gì liền luôn ha. Nhưng mà có một điều là cái đèn này nó đều được trang bị trên tất cả phiên bản Honda City, chứ nó không có phải là phiên bản này là cái đèn khác và phiên bản kia là đèn khác. Ở phía sau phần đuôi của Honda City á, thì nó sẽ được gắn thêm một cái đuôi vịt nữa. Cái phiên bản L và G sẽ không có nha quý anh chị. Đây, cái đuôi vịt là cái đèn đen này nè. Đó. Ở phiên bản L và phiên bản G sẽ không có được trang bị cái đó ha. Rồi tiếp theo á, thì cái này nè. Cái này là clip. Clip này thì của chúng chỉ có là phiên bản RS mới có thôi ha. Rồi. Thì chúng ta đây logo City và bên đây là cái logo Honda City RS. Vẫn là mình sẽ quay từ xa để anh quý anh chị có thể nhìn một cách tổng quan nhất. Phần đuôi nhìn rất là đẹp. Rồi, mình sẽ mở coi cái khoang chứa đồ nó có rộng hay không. Cái khoang chứa đồ này thì nó có thể chứa hơn 500 lít nha quý anh chị, chắc bỏ được vài cái ba lô luôn á, chứ không phải là ít đâu. Đây, đây được trang bị cái camera của Honda cũng là camera 3 góc quay 180 độ, 120 độ và 90 độ ha, rất là an toàn cho quý anh chị. Bên trong nội thất Honda City thì được thiết kế với một cái giao diện rất là trực quan luôn quý anh chị. Chúng ta có thể dễ dàng thao tác tất cả các chức năng trên màn hình một cách rất là dễ dàng. Đây, ví dụ như em đây có thể, tại vì cái ghế em kéo ra phía sau nhiều quá, chứ chúng ta có thể là thao tác trên màn hình rất là dễ dàng ha. Nó sẽ không có quá là xa cái màn hình. Cái màn hình này thì chúng ta sẽ có radio USB kết nối Bluetooth, phone, app ha, speaker đặt. Rồi sẽ được kết nối Apple CarPlay và Android Auto luôn. Kết nối được hai cái đó thì chúng ta có thể xem bản đồ này nọ rất là dễ dàng. Điều hòa của Honda City thì nó là điều hòa auto này, chúng ta bật đây thì nó sẽ tự động chạy ha. Đó. Mát cool là nó làm lạnh nhanh nhất. Chúng ta sẽ chỉnh. Cái điều hòa này thì nó giống hệt như là cái điều hòa ở nhà chúng ta, chỉnh theo nhiệt độ, chỉnh cái gió này, chỉnh cái gió nhiệt độ. Và cái này là chúng ta sẽ chỉnh cái hướng gió vô người, hướng gió vô người và chân ha. Rồi, xoay kính. Cái này là đang lấy gió trong xe ha. Cái này là tắt mở điều hòa, AC off là tắt, AC on là mở ha. Rồi, cái lượng gió thì chúng ta chỉnh ở đây. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ xuống như chỗ này là chúng ta sẽ có hai cái cổng ở đây. Cái cổng mà có hình cái điện thoại là để chúng ta kết nối Apple CarPlay và Android Auto ha. Rồi còn một cái tẩu này đó thì thường em thấy cái cam hành trình nó hay xài cái lỗi như này nè. Rồi thì để quý anh chị có muốn gắn cam hành trình thì gắn. Một cái này nè, nó sơn đèn bóng á, nên nhìn rất là thể thao luôn. Cái chi tiết này em quên đây, City RS chỉ nó là chỉ mai màu đỏ, nhìn cái xe nó chắc lắm quý anh chị.
ở dây nó sẽ là cái hộc để đồ ha, hộc để đồ thì để chúng ta để giấy tờ thôi, nhưng chắc cũng để được vài tỷ ở trong đó luôn á, nó cũng hơi lớn. Rồi cái hệ thống thiết kế máy lạnh thì cái này thì nút đầu tiên ha. Rồi tiếp theo thì đây cái màn hình của chúng ta thì nó sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin, ngày giờ, số km mà xe đã đi, chip A là cái quãng đường chúng ta đi đầu tiên, rồi tiếp theo là cái hiển thị số, cái mức xăng, rồi cái nhiệt độ ha, rồi cái đồng hồ máy bên tay trái là thể hiện vòng tua, và máy bên tay phải là chúng ta sẽ thể hiện cái km mà chúng ta đang chạy. Rồi kế bên đây thì nó sẽ có cái nút nè, chúng ta sẽ điều chỉnh ở trên đây ha. Đây đó. Ranger là cái lượng xăng còn có thể đi được, số lượng số km còn có thể đi được tới cây xăng á. Rồi mình chỉnh ở trên cái nút bên đây ha. Rồi tiếp theo thì cái này, cái vô lăng, em nói thiệt với quý anh chị là em rất là thích cái vô lăng của cái xe City luôn, nhìn nó hài hòa, nó vừa với lại cái tay mình, và nó thiết kế vừa với chiếc xe nữa, nhìn nó đẹp lắm. Mấy cái nút này nó như là nó đem của từ cái chiếc Honda Accord qua vậy đó. Đây này là để chúng ta kết nối với là điện thoại, rồi chỉnh qua bài hát, chỉnh âm lượng lớn nhỏ, rồi chỉnh cái đầu vạm thanh này nè, rồi nghe điện thoại. Bên đây thì rui, cái này là chức năng là ga tự động ha. Cái hệ thống ga tự động này thì nó rất là hay, khi mà quý anh chị đang đi trên một cái đường cao tốc mà mình muốn là giữ cái ga là 80 km/h thì chúng ta có thể là bấm nút cò rui ha. Ở trên màn hình nó sẽ hiển thị cái chữ rui men nè, xong chúng ta sẽ đạp ga đến cái km mà tốc độ mà chúng ta cần đi. Rồi chúng ta sẽ bấm chữ set nha, bấm chữ set ngay đây là chúng ta buông cái chân ga ra là nó sẽ tự động giữ cho mình hủy thì rất là đơn giản, chỉ cần chúng ta có thể là bấm nút cancel nè, hoặc là chúng ta nhấp cái thắng là nó sẽ tự động hủy thôi. Còn nếu mà chúng ta vừa hủy xong mà muốn nó quay trở lại thì bấm reset ha, nó sẽ quay trở lại. Cái chức năng này á, là cực kỳ hay luôn. Nếu mà quý anh chị mà chạy không quen á, thì chúng ta lên cao tốc á, chúng ta có thể thử. Còn không á, ở dưới đường trường á, em vẫn thường xuyên sử dụng cái chức năng này. Rồi xong rồi bỏ cái chân qua bên luôn, không có thèm sử dụng tới cái chân ga nữa, để cái chân qua thắng luôn. Chức năng đó là em rất là thích luôn. Ngoài ra thì ở trên Honda City á, nó còn có thêm cái lẫy chuyển số nè. Cái lẫy chuyển số này á, thì chiếc xe chúng ta ở trên đây, ngoài cái số D là đi bình thường ra thì nó còn có cái số S thường em gọi là số Sport á. Thì cái số S này á, chúng ta sẽ đi trên những cái con đường đèo dốc, khi mà chúng ta về số S thì cái vòng tua nó sẽ cao hơn ha, nó động cơ nó sẽ gầm lại, rồi khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái lẫy chuyển số. Cái số này á, thì nó sẽ có 7 cấp số từ 1 cho tới 7. Trừ là trả số nè, ví dụ như chúng ta chạy xe máy đi, trừ là giống như là chúng ta đang đi số 4, nghe bấm trừ cái là còn về số 3 đó. Thì trên xe hơi cũng vậy, ví dụ khi chúng ta đang đi số 7 thì bấm trừ cái là xuống số 6, ví dụ như đang là số 5 thì bấm trừ cái xuống số 4. Khi mà nó trừ như vậy là chiếc xe chúng ta sẽ mạnh hơn và dễ dàng vượt qua cái xe khác. Còn không á, thì chúng ta đang đi số D thì chúng ta vẫn sử dụng cái lẫy chuyển số được. Đang đi số D muốn vượt qua cái xe khác mình lẫy trừ một cái, đó là nó tự nhiên cái xe mình nó sẽ mạnh hơn và đạp ga vượt qua chiếc xe khác một cách rất là dễ dàng luôn. Rồi tiếp theo thì tới cái này ha. Cái này thì em nghĩ chắc lúc mà quý anh chị đi học bằng lái á, là chắc mình sẽ đã có biết cái này rồi. Cái này là hệ thống đèn thôi. Đây ha. Bật một cái là nó sẽ cháy cái đèn gầm á. Rồi bật cái thứ hai là nó sẽ cháy đèn cốt, đẩy lên nó thì là cháy đèn pha. Khi mà nó cháy đèn pha thì nó sẽ hiển thị cái màu xanh dương như đây nè. Đây. Này là cháy hai cái đèn gầm, nó sẽ hiển thị hai cái bóng đèn ha.
thì em tắt luôn, tắt luôn thì nó sẽ sáng nè. Cái này thì đá đèn thì chúng ta gửi về đây, gửi về mình thôi. Bên này thì này là gạt mưa, nếu chúng ta kéo về hướng mình đó là nước nó sẽ sệt ra. Mình đẩy lên đây một cái á, đẩy lên là nó sẽ gạt một cái rồi nó ngưng. Chúng ta mà kéo xuống á, thì nó sẽ có từng nấc. Cái nấc thứ nhất á, là nó sẽ gạt, nhưng mà khoảng một vài giây nó mới gạt tiếp theo, và kéo càng xuống á, thì nó sẽ càng gạt nhanh hơn. Honda City thì nó sẽ được bản RS là nó được trang bị 8 loa quý anh chị. 8 loa của Honda City thì nghe cực kỳ hay luôn đó. Nếu mà quý anh chị không tin thì chúng ta có thể ghé ngang showroom em, để em có thể cho quý anh chị nghe thử và test thử cái loa. Chứ em là em thấy là nó hay hơn các dòng xe cùng phân khúc rất là nhiều luôn. À quên, còn cái hệ thống ghế nữa. Cái ghế của Honda City nó là ghế nè. Cái này nó là nỉ nè. Còn cái này nó là da lộn. Rồi cái này nó là da. Thì cái ghế này nó có ba cái đó, ba cái kết hợp lại với nhau. Em không biết là chắc tùy quý anh chị quá, có người sẽ thích, có người sẽ không thích, rồi có người sẽ thích nó là nguyên ghế da không, chứ không có pha trộn cái nỉ vô. Nhìn nó thì nó có vẻ như nó thể thao á, mà em thì em cũng không thích cái cách thiết kế này luôn. Em thích một da là da không, chứ đừng trộn vậy, nhìn nó có vẻ như nó không có sạch đó quý anh chị. Rồi ở trên cái bệ mà tựa tay nè là nó là da ha, và nó được mai chỉ đỏ nhìn rất là đẹp. Rồi trên đây thì là đèn trong xe thôi. Rồi thì cái phần nội thất chắc em sẽ giới thiệu sơ như vậy thôi quý anh chị ha. Rồi nếu mà quý anh chị có cái thắc mắc gì thì cứ để lại comment cho em sẽ trả lời, hoặc là sẽ quay video mới để cho quý anh chị có thể tham khảo kỹ hơn. Nãy giờ em quên nói cái nút tiết kiệm nhiên liệu. Aircon bấm vô, hệ thống điều hòa sẽ giảm lại, và hệ thống động cơ nó sẽ hoạt động yếu đi một xíu. Nó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn. Cái đặc biệt á, cái này nè, cái chân ga và cái chân thắng á, kể cả cái đồ để chân luôn, nó đều được làm mạ rơm ha, sáng bóng luôn, nhìn rất là sang trọng. Em thích cái chi tiết này ha, nhìn đẹp lắm. Rồi cái này chìa khóa Honda City, thật sự thì nếu mà chìa khóa của các dòng xe Honda, quý anh chị nhìn vô có thể là nó sẽ giống nhau, tùy theo mỗi xe thì nó có chức năng để nổ từ xa hay không, và có nút mở cốp hay không thì nó sẽ khác nhau thôi. Chứ cái hình là nhìn vô vậy là ở mặt này là không biết chìa khóa xe gì đâu, quay lại vậy nè mới biết được ha quý anh chị. Rồi thì cái phần nội thất em xin ngưng ở đây ha. Và bây giờ sau khi chúng ta đã tìm hiểu tất cả các option, các nội và ngoại thất của Honda City phiên bản RS, thì bây giờ em sẽ làm một cái bảng báo giá chi tiết để cho anh chị có thể tham khảo và chúng ta biết được cái giá lăn bánh nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là giá xe nó sẽ là 599 triệu. Đối với màu đỏ thì chúng ta sẽ cộng thêm 5 triệu nữa, nó là 604 triệu. Phí trước bạ thì thường là sẽ là 10%, thì nó tương đương với lại 59.900.000. Phí biển số, nếu như mà quý anh chị ở dưới huyện thì biển số là 200.000. Nếu như ở thành phố Tân An hay là thị xã Kiến Tường hay là những cái thành phố khác tỉnh á, thì là biển số là 1 triệu. Rồi phí đăng kiểm là 337.600 đồng. Phí đường bộ 1 năm là 1.560.000 đối với khách là cá nhân ha. Nếu như mà là công ty á, thì cái phí đường bộ nó sẽ là 2.160.000. Rồi tiếp theo á, thì nó là bảo hiểm trách nhiệm dân sự, là bảo hiểm bắt buộc, thì đối với xe 5 chỗ là 530.700 đồng. Ngoài ra nó sẽ còn những cái chi phí phát sinh thêm, như là chi phí đăng ký xe, dịch vụ đăng ký xe, chi phí mica biển số, và thường á, là nó sẽ có thêm cái phí là bảo hiểm thân vỏ cho quý anh chị nữa. Thì cái phí bảo hiểm thân vỏ đó nó tương đương với lại là khoảng 1.4 đến 1.5 giá trị xe. Thì đối với Honda City nếu mà là 1.4 thì nó là 8.386.000.
thì tổng cộng hết các chi phí đó lại á, em sẽ để trên cái màn hình, quý anh chị có thể tham khảo nha. Nếu mà quý anh chị có bất kỳ cái thắc mắc nào thì cứ để lại bình luận cho em sẽ làm clip để trả lời quý anh chị, hoặc là em sẽ recommend quý anh chị. Nếu như mà quý anh chị có nhu cầu tìm hiểu về ngân hàng, lãi suất ưu đãi hay là trả góp như thế nào, quý anh chị cứ để lại bình luận cho em nha, em sẽ trả lời hết tất cả các yêu cầu của mình. Em Khoa xin cảm ơn quý anh chị.